Hello, lại sớm tinh sương và nguyên một chuồng tôi xuất phát đi Nha Trang. Đây là lần đầu tiên mình đi Nha Trang bằng xe vì có đường cao tốc rồi, và mình sẽ đi tiền trạm cho chuyến yoga retreat sắp tới của Mama Yoga Garden. Trọng photo. Yeah, đúng danh. Yeah. Sau một cơn ngủ no mắt thì mình vẫn còn ở trên cao tốc, và phải nói là có đoạn cao tốc này là một cái giải pháp là quá là xuất sắc luôn cho những cái chặng đường dài. Và Mũi Né, Phan Thiết cũng vậy, cũng có cao tốc thì mình cũng có thể làm cho đoàn đi. Nhưng có một vấn đề là muốn uống cà phê, muốn uống bạc xỉu nhưng mà không có chỗ nào để đi xuống hết. Chắc là tại vì cao tốc mới quá nên là không có trạm dừng chân, nên là chưa biết là cái cơn thèm này sẽ phải giải quyết như thế nào đây. Một trạm dừng chân duy nhất, một trạm duy nhất. Nên là đoàn tấp xuống ăn một miếng. Ốc thì ăn bánh mì rồi. Giờ hiện tại thì chỉ có cái trạm như thế này là dạng trạm mà trạm người ta dựng tạm thôi, chứ nó chưa phải là cái trạm quy mô đó, để cho mọi người nghỉ chân tạm thời thôi. Nha Trang còn 129 cây số nữa. Đến địa phận rồi, qua Cam Ranh rồi. Đây mà chạy. Đi tới nữa là sẽ tới Nha Trang đây. Thành phố Nha Trang đây rồi. Tới rồi. Một đoạn đường rất là êm ái. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi ăn đặc sản Nha Trang rồi mới vào resort. Trục đường chính Trần Phú, trục đường ngay bờ biển đây. Mỗi lần ra Nha Trang thì mình cũng hay lượn lờ khu vực này. Sắp tới Sheraton chưa ta? Tại vì khách sạn Sheraton mình hay ở là trên đường này luôn. Vừa mới đi ngang qua nhà hát lớn ở Nha Trang, và đó là một nơi mà kỷ niệm với mình. Vì ngày xưa là ốc diễn Người Vợ Ma, vở kịch kinh dị rất là hot và nổi tiếng từ năm 2005. Chắc cả ngàn suất quá. Và có thời điểm là vở diễn là đi lưu diễn ở khắp các tỉnh thành luôn. Và riêng ở Nha Trang này khán giả sung khủng khiếp luôn. Tính diễn một suất mà cuối cùng thành diễn hai suất một ngày, xong rồi diễn hai ngày liên tiếp mà khán giả vẫn tiếp tục mua vé. Kiểu ban ngày thì đi chơi đảo, lặn biển, ăn uống thật là ngon, rồi tối diễn hết lòng phục vụ khán giả. Đó cũng là một kỷ niệm rất là đẹp ở thành phố này. Đây, chúng tôi đã ở quán rồi. Đây là bún cá cô ba. Và gặp lại người quen, người thương của đoàn Yoga Retreat tôi, đó là thầy Phạm Ngọc. Bún cá sứa đây. Sheraton mình hay ở. Ăn bún cá xong rồi, giờ lại đi ra mua một miếng bạc xỉu. Không ai cho.
rồi mới về resort. Nhà hát hồi đó mình diễn người vợ ma này. Sắp tới resort rồi, nhưng mà phải ghé để mua cà phê một miếng. Không chịu nổi nếu mà sống thiếu cà phê là tôi sẽ như người đi mượn. Tới Boma rồi, quẹo vô chú ơi. Vừa đi qua dãy khách sạn dọc bờ biển là sẽ tới ngay Boma Resort Nha Trang. Sảnh rất là thoáng và view nhìn thẳng ra biển luôn. Ồ, bước xuống một cái là ra ngay tới biển luôn. Rất là tiện. Thêm dây hả? Mẹ thấy có mùi tắc. Cái này không phải chanh. Không đoán được cái vị. Nhưng mà rất là ngon và rất là đã khác. Hai bạn bên Boma rất là dễ thương và đang dẫn nhà mình về phòng đây. 410. Đây giống căn hộ em hả? Dạ, đúng rồi. Đây là phòng lớp suite, nên là sẽ có một phòng. Có một phòng khách nhỏ. Toilet chung. Wow, dễ thương quá. Đó, và bước ra đây thì sẽ nhìn thấy biển ngay và luôn. Wow. Trời ơi, sung sướng. Nó trong kia rồi kìa. Và một phòng ngủ lớn. Wow. Toilet rất là rộng và rất xinh. Bồn tắm la rất thích đây. Và một phòng tắm đứng rất là rộng, thoải mái luôn. Cũng một ban công lớn, view biển. Đẹp quá. Thank you em. Nhìn xuống là thấy Boma từ trên cao. Hồ bơi lớn. Sàn gỗ đó mà chụp yoga sẽ rất đẹp. Và tập ở đó cũng sướng nữa. Bãi cỏ lớn. Bên kia cũng có một cái khu vực có thể ngồi thiền ở đó này. Bãi biển. Thank you, Boma. Một chiếc bánh chắc đủ cho chuồng chúng ta. Welcome, thân nè. Chút xíu xíu vậy thôi là vui rồi. Con coi thử cho mẹ nước ép á con, nước ép. Mình đi sang một khu vực phòng khác đây. Đây có spa. Thank you.
phòng họp, phòng gym, à yoga đây, một phòng tập, mình có thể tập ở ngoài hoặc là tập ở trong. Yoga dây. Một phòng khác, toilet cũng rất là lớn và phòng cũng rất là rộng, một giường lớn và view vườn và cũng đi ra biển. Khu vực này là bờ đá cho nên sẽ không có cái bờ biển, à, bờ cát để mà mình bước xuống và có biển ngay đây, nhưng mà đi tới chút xíu thì sẽ có bãi biển. Boma khá là nhỏ xinh nhưng mà rất là vừa đủ. Rất nhanh chóng mình đã có một bộ ảnh yoga ở đây, bởi vì góc nào cũng chill hết. Và đằng sau lưng mình là một cái sảnh nhỏ, mọi người cũng có thể thiền hoặc là tập ở đây nếu mà nhóm nhỏ. Ở đây người ta chăm cây rất là kỹ nên là mật độ cây rất là tươi, rất là dày. Bãi cát, một chiếc võng rất xinh và những chiếc ghế để mọi người có thể ngồi ở đây chill, uống cocktail, phơi nắng. Đây là khu nhà hàng và cũng có một sảnh rất là lớn. Thật ra là sảnh này buổi sáng sớm trải thảm tập yoga thì vẫn rất là chill, bởi vì là view biển. Sau bữa tối thì lần đầu chúng tôi trải nghiệm một hoạt động được dụ dỗ bởi một người dân bản địa. Đây, thầy Phạm Ngọc. Thầy Ngọc hay đi yoga retreat với mình. Và hôm nay có Thanh, vợ của thầy Ngọc, và cả em bé nữa cùng đi với cái chuồng nhà mình. Và mình sẽ leo núi đêm. Núi Cô Tiên đúng không em? Dạ. Cô Ốc đi leo núi Cô Tiên và hoàn toàn là coi như là buổi tối đó. Nhưng mà thầy nói thầy quen địa bàn, rồi thôi mình đi đây. Ở đây có ba đỉnh, chúng tôi gần lên đến đỉnh 1 và phân nửa thành phố Nha Trang đã hiện ra trước mắt. Để quay cho mọi người nhìn thấy nha. Cho mọi người nhìn thấy ở phía dưới nha.
sau khi xuống núi thì uống nước mía và thưởng cho tụi nhỏ mấy bịch snack vì đã rất là nỗ lực hôm nay. Bô ma sáng sớm đây. Quay xong bài yoga rồi, bây giờ là lúc ăn sáng thôi. Hiện tại ở Burma cũng khá là đông và lượng khách cũng rất là nhiều, các gia đình em bé đi chơi cuối tuần. Dạ chào anh ạ, đi ở đây vui lắm. Thật sự người Nha Trang và khách du lịch đến Nha Trang á, họ rất là dễ thương. Và ai thấy mình cũng cười tươi với mình, rất là cưng. Bún bò rất là ngon nha mọi người. Và mình rất là thích ăn đồ ăn ở resort khách sạn. Lý do là nó nhỏ nhỏ gọn gọn, ăn nó không có bị ngán. Rau rất là tươi. Và quan trọng nhất, đây, cuộc đời tôi chỉ cần như vậy thôi. Tôi đi đến đâu tôi cũng đưa cái bản mặt giấy thông hành của tôi ra. Tôi chớp mắt để tôi xin cho bằng được một ly bạc xỉu ngon hoặc là một ly cà phê sữa ngon. Và phải có thì tôi mới sống được, không là tôi như người đi mượn. Nói chưa, cái nớt đi xin cà phê không bao giờ bỏ, đi tới đâu cũng đưa cái mặt ra xin. Nhưng mà đã được thỏa nguyện rồi, nhìn là biết ngon rồi, đúng không mọi người? Lớp hoa kem tơi tăng kem tơi tăng. Ăn sáng no nê rồi, tụi nhỏ đang đá banh với chú Trọng đây. Đây là căn Ocean Park. Ở trước cái căn này thì sẽ có cái bãi cỏ riêng như thế này và view biển. Thật ra là tụi nhỏ có thể chơi thoải mái ở đây. Còn căn mà ốc ở là Plus 2 Suite, là dạng căn hộ 2 phòng ngủ. Thank you Boma, bye bye, see you. Tạm biệt Boma. Mình di chuyển đây. Bây giờ sẽ cho tụi nhỏ ra một cái quán view rất là cưng ở bờ biển để tụi nhỏ có thể
mì cát chút xíu, rồi sẽ ăn trưa. Trưa nay thì sẽ cho các bé ăn đồ Tây, cho thay đổi không khí một chút, và tụi mình sẽ đi sang một cái khu rất là thiên nhiên. Đây, xe mình đây rồi. Ở Boma ở đây thì là cái khu vực mà có nhiều đá, thành ra người ta không có khai thác bãi biển ngay đây. Nhưng mà đoàn mình mà ở đây thì mình sẽ đi tắm biển cái bãi cũng gần đây, 5 phút. Ok, rồi mình lên xe đây, bye bye. Chị cảm ơn.